Cháu mình núi đá vùng cao xin kính chào tất cả các ông các bà, cô chú anh chị. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Cháu mình núi đá vùng cao. Cháu mình xin kính chúc tất cả các ông các bà, cô chú anh chị xem được thức video này luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặt nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hiện tại thì cháu mình đang có mặt tại nhà của hai anh em cháu Tùa và cháu Nô mồ côi. Cháu mình cũng xin gửi lời xin lỗi đến cha ở bên Mỹ cũng như là các mạnh thường quân, các quý khán giả, các ông các bà cô chú đã luôn luôn theo dõi và đồng hành trong thời gian qua. Do thời gian này thì cháu mình cũng có chuyện gia đình, xích mích trong gia đình nên là cháu mình không giải quyết được nên là cũng chưa đi làm được, thì các bác cũng thông cảm nhé. Có một số cô gọi điện hỏi thăm sao cháu mình không đi chia sẻ hai anh em cháu Tùa cháu Nô ấy. Chắc là cháu mình bị tai nạn hay là bị ốm đau hay là như nào sao không đi làm. Thì cháu mình cũng vừa nói qua rồi. Do là trong gia đình có xích mích chưa đi làm được nên là các bác cũng hết sức thông cảm. Như các bác thấy ở trên màn hình ấy, thì các bác cũng hiểu một phần nào đó rồi. Do là trong gia đình, chuyện gia đình nên là cũng không tiện nói lên trên này. Vì do cháu mình nghỉ quá lâu cũng như là có các cô, các bác cũng gọi điện hỏi thăm. Thì cháu mình cũng rất là cảm ơn các cô chú đã gọi điện hỏi thăm nhé. Còn bây giờ thì cháu mình cũng đã đến đây rồi, sẽ đi xuống dưới nhà thăm anh em xem là anh em có khỏe không. Còn bây giờ thì cháu mình xin phép mời tất cả các bà đồng hành cùng với cháu mình đi xuống dưới nhà anh em ạ. Và thời gian này thì cái chuyện trong gia đình cháu mình thì cũng đã giải quyết gần xong rồi. Cả mấy tuần nay cũng như là thời gian trước nữa, nhưng mà không tiện nói lên trên kênh nên là các bác cũng thông cảm nhé. Nhiều khi thì cuộc sống chúng ta thì mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cuộc sống nó khác nhau nên là cũng mong là các bác cũng hiểu cho cháu mình nữa. Còn cháu mình thì vẫn mạnh khỏe, vẫn như trước nhé. Không bệnh tật ốm đau hay là tai nạn gì như các cô hỏi thăm đâu. Nên là các cô, các bác cứ yên tâm nhé. Còn là những cái công việc, những cái công trình, những cái hạng mục thì vẫn sẽ được tiến hành là sẽ làm như trước, sẽ không có gì thay đổi các bác nhé. Còn các bác là hãy thông cảm, hết sức thông cảm. Thì mấy tháng nay vào đây gắn bó với anh em thì cũng rất là nhớ anh em. Như là các bác thì đều rất là nhớ anh em cháu Tùa cháu Nô ấy. Còn bây giờ thì sẽ đi gặp anh em nhé. Không biết là anh em có ở nhà không hay là lại đi săn nhà bà rồi. Đấy thì cháu mình vừa mới nói cho các bác nghe rồi. Đấy, thời gian này thì chắc là cũng không có việc gì lớn nữa. Đấy, còn việc trong gia đình cháu mình thì cháu mình cũng không muốn cho các bác là lo lắng hay là như nào ấy. Nên là cháu mình cũng giấu kín lại bấy lâu. Đấy, bây giờ thì cũng vào đây. Đấy. Không lâu nữa thì các bác cũng sẽ thấy cháu mình bây giờ là trong gia đình ấy, cũng ế rồi. Đấy. Không lâu nữa thì cháu mình sẽ phải ra ở riêng rồi các bác ạ. Không ở cùng bố mẹ và em nữa. Ôi dồi ôi, bé Nô này. Ôi dồi ôi, phải ra đón anh kìa. Ôi dồi ôi. Em xin chào anh Bình, cậu quay chào cha, quay chào các ông các bà. Em Tùa thì cũng có chào các ông bà rồi, cũng như là chào cha rồi. Đấy, còn Nô nữa. Con. Con. Xin. Ừ. Chào. Chào. Các ông. Các ông. Các bà. Bà. Con xin chào. Con xin chào. Cha. Cha. Bye bye kìa. Bye bye bên kia kìa. Bye bye. Đấy, ngoan quá. Bây giờ thì ba anh em được gặp nhau rồi. Đấy, lâu quá. 2-3 tuần nay anh có việc trong gia đình. Anh không vào đây thăm được hai anh em. Tuổi có nhớ anh Bình không? Nhớ. Thật không?
Thật. Đấy, nhớ à? Nhớ. Thế thì anh em mình đi xuống nhà nhá. Ừ. Cho nó cầm này, cho nó cầm không? Nó cầm được không? Cho nó cầm quà này. Đấy, tổ tổ hộ nào, hộ nào, hộ nào. Bánh này, kẹo này, sữa này, hoa quả này. Cầm được không? Nó rất là hồng luôn. Từ từ về nhà mới được ăn nhá. Phải xin xin thì mới được ăn nhá. Ừ, về nhà đó, về nhà, về nhà. Đấy, nô rất là hống rồi. Đấy, lâu không được ăn rồi ấy, anh Bình. Không vào đây là không được ăn gì luôn rồi. Đi từ từ thôi Ngá nhá. Ừ, đi từ từ thôi Ngá nhá. Ừ. Ê, đưa, đưa cho anh bác cho ăn nhá. Tổ ngồi đây đi Tổ. Ừ, đưa anh bác bánh cho. Bóc bánh cho. Hôm nay Tổ ở nhà nó làm gì không? Không làm gì à? Đấy, Tổ khỏe không? Đấy. Đấy, rất là nhớ Tổ luôn đấy. Ở cho em bé ngồi đây. Em bé ngồi đây. Đấy, nô rồi, đẹp trai. Hôm nay Tổ tắm cho em hay là ai tắm cho? Em tắm cho. À, em tắm cho em nô phải không? À. Đấy, hôm nay vào đây thấy hai anh em rất là sạch sẽ luôn, các ông bà. Đấy, đấy nô này. Ăn bánh trước hay là uống sữa trước đi nhỉ? Uống sữa cho ăn quả trước nhá. Ăn bánh sau nhá. Được rồi. Để bánh vào trong này. Đấy, hôm nay là mua được cái bánh cho anh em. Ừ, uống sữa trước nhá. Đấy, đứng về đây, đứng về đây. Xin. Đấy. Em xin. Anh. Ừ, xin. Đấy, xin để cho. Ngoan nhỉ? Nô ngoan nhỉ? Ừ. Ừ, tự bóc, tự bóc. Tự bóc, đúng rồi, tự bóc ra. Bóc ra xong tí mang cái giáp này vứt vào trong bếp nhá, Tổ nhá. Ừ. Tí có đi học không? Không có đi học. Tí, mấy giờ đi? Hôm nay không đi à? Không đi đâu, thứ hai đi. À, thứ hai đi, hôm nay là có nghĩa là chủ nhật này là Tổ không đi, thứ hai mới đi à? Sợ đi muộn không? À, không sợ à? Đi sớm à? À, thì cũng được. Đấy, rồi. Đấy. Thôi không sao. Đấy, anh tưởng là đi thì tí anh đưa đi học luôn đấy. Còn thứ hai đi thì cũng được nhé. Để xin anh. Ừ, uống đi nhé. Uống cho khỏe. Còn em bé này là chưa được uống à? Tưởng biết bóc, chưa biết bóc nữa à? Ừ. Ừ, cắn vào mới uống nhé. Thế được uống sữa rất là vui luôn. Đấy, rất là sạch sẽ nhưng mà tay vừa mới đi bóc đất thì sao hơi bẩn bẩn nhỉ? Tí phải rửa tay nhá. Rửa tay xong mới ăn bánh nhá. Bé nô này. Đấy, bé nô lớn rồi các bác ạ. Nô rất là lớn luôn. Đấy, các bác thường gọi là đại ca nô ấy. Đại ca nô rất là thông minh luôn. Cháu mình cũng rất là vui khi vào đây thì thấy anh em cũng rất là mạnh khỏe cũng như là rất là biết chào hỏi. Tủa thì không nói. Đấy, Tủa thì cũng biết chào hỏi, các bác cũng thấy Tủa là biết chào hỏi từ đầu rồi. Đấy. Thì Tủa cũng lớn hơn, còn Nô còn mới 2 tuổi thôi nhưng mà bây giờ Nô cũng đã biết nói tiếng tiếng Việt rồi. Đấy, nó rất là giỏi luôn, lưu loát. Biết xin chào các ông bà, biết xin chào cha rồi. Đấy là một điều rất là tuyệt vời rồi. Đấy, các ông bà có chú anh chị ạ. Ủa hết chưa? Không không, tự mang vào, tự mang vào vứt. Mỗi người tự mang vào vứt. Không, không cầm. Tự mang vào nhá. Em bé tự mang vào vứt đi. Ừ, mang vào để vào trong con bếp. Xong là mới ra đây ăn bánh. Đấy, không cho giúp các bác ạ. Không là Nô cứ cậy bé là cứ bắt Tủa lấy vỏ sứa đi vứt. Đấy, cháu Bình là không cho làm như vậy. Đấy. Tủa đi lấy nước cho anh em rửa tay đi. Tủa lấy nước ra đây nhá. Ừ. Không được, cứ ngồi thôi nhá. Chưa được tay bẩn bẩn. Chưa được, rửa tay đã, rửa tay. Tủa lấy nước ra rửa cái này đi đã, bẩn bẩn nhá. Không được lấy là phải xin anh, nhá. Từ từ, để Tủa ra lấy nước đã. Rửa tay đấy nhá, nghe em bé nhá. Để Tủa đã, đấy, đúng rồi, rửa tay đã. Anh rửa đã. Đấy. Đấy, Tủa giúp em bé rửa đây nhá. Chưa sạch, rửa lại. Rửa sạch. Đấy, phải rửa sạch như thế xong là mới ăn bánh mới ngon nhá. Đấy, rửa sạch sẽ như thế. Sạch chưa?
Rồi. Nhìn chưa? Tôi giúp rửa đi, giúp rửa cho sạch mấy. Rửa sạch rồi mới được ăn quả nhá. Nhá. Hai anh em rửa tay nhau, cái bát thế rất là đáng thương luôn. Đấy, hai anh em thương nhau. Ba anh em luôn đấy các bác ạ. Cháu Bình là anh cả rồi. Đấy, hai anh em này là em này là em Úc rồi. Chưa được lấy, xin anh chưa? Em xin anh. Nói, em xin anh. Anh. Đúng rồi. Cho Tủa. Tủa lên ngồi Tủa ơi. Ở đây anh ba anh em ngồi đây tâm sự đi. Tủa ăn đi. Được rồi. Đấy. Mời cha nào, mời ông bà ăn quả nào. Con xin mời cha. Con xin mời cha. Nhìn sang bên kia. Con xin mời cha. Con xin mời cha. Con xin mời các ông bà. Con xin mời các ông bà. Ăn quả. Ăn quả. Cái quả này quả gì không? Không biết. Quả cam. Quả quan. Cam. Cam. Đúng rồi, quả cam nhá. Ăn nhá. Nè, em bé biết bóc này, em bé bóc rất là giỏi luôn. Cực kỳ là giỏi nhờ. Đấy. Hôm qua Tủa ở nhà hay là đi chặt củi đấy? Chặt củi. Hả? Nhà. Ở nhà chặt củi à? À. Ở nhà thì đừng nó đi làm xa, trông em bé thôi nhá. Tủa biết chưa? Biết. Đấy. Hôm qua có đi giúp ông bà làm việc gì không? Không. Không làm gì à? Hôm qua trông em thôi à? Cho em cẩn thận nhé. Đấy, hai anh em. Vỏ đấy là phải mang vứt dưới kia. Đấy. Đấy, em bé ăn bánh trước các bác ạ. Đấy, quả thì cũng rất là ngọt nhưng mà để trên kia trước. Đấy, rồi thì cho một miếng cho em bé ăn nào. Đấy, sau là ăn quả ăn bánh. Chắc là em bé cũng đói nhờ. Hai anh em ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à? À. Đấy, cam này ngọt không Tủa? Ngọt. Ngọt không? Ngọt. Ngọt, ngọt ăn. Đấy, Tủa ăn quả này các bác ạ. Cho đồ ăn bánh nhá. Ui, bánh này bánh gì nhờ? Biết không? Tủa biết bánh này bánh gì không? Ồ, Tủa không biết nhỉ. Bánh này rất là ngon không các bác ạ? Bánh trưng nhá, trong này có nhân thịt, có nhân rất là ngon luôn. Phải ăn kiểu gì nhỉ? Phải tách ra, bóc ra mới được. Bánh này thì phải là ngày chủ nhật mới có các bác ạ. Đấy, ngày hôm nay là ngày chủ nhật nên là cháu Bình cũng mua được ra rồi. Không cắt được. Tủa lấy cho anh con dao đi nhỉ? Lấy con dao cho anh cắt ra hai nửa nhá. Từ từ nhá, để Tủa lấy dao ra cắt nhá. Để cầm vào cái này ăn cho đỡ bẩn tay nhá. Ừ. Quay sang bên này nào. Ôi, đẹp trai quá. Đấy. Ăn cơm rồi nhưng mà vẫn đói nhá. Bởi vì bánh này rất là thơm, rất là ngon luôn. Làm cho nô rất là thèm luôn các bác ạ. Ừ, không nghịt cái này một tí đã. Ăn bánh đã. Ừ, ăn bánh đã. Ừ, cho nô nhưng mà một tí đã. Không bóc nữa nhá, một tí uống sau nhá. Xin chưa? Xin anh. Em xin anh. Xin anh. Đấy. Cắt như vậy. Được rồi. Cho nó ăn cái đoạn này trước. Các bác thấy này có nhân thịt. Đấy, đậu xanh rất là ngon luôn. Này, em bé ăn trước nhé, cầm vào đây. Đấy, cầm như này. Cầm như này ăn cho đỡ bẩn tay nhé. Được rồi, cầm như này. Rồi, ăn đi. Ngon quá. Ngon nhờ. Quá là ngon luôn nhờ. Đấy, Tủa là tự bóc nhá. Ừ. Tủa ăn đi. Đấy, Tủa là biết xin rồi đấy nhỉ. Ăn xong rửa tay nhá. Ừ.
Các bác ạ, Tủa thì cũng rất là ngoan, biết trông em, chăm sóc cho em, biết nấu cơm, làm việc, đi học. Còn như Nô ấy, thì Nô chưa biết gì đâu. Bây giờ Nô là vừa mới 2 tuổi, đang tật nói, tật tành nói thôi. Đấy, bây giờ đang dạy cho tiếng Việt. Như Nô là phải được đưa đi học đàng hoàng thì mới được, không là không có bố mẹ là sau này sẽ rất là khó đấy các bác ạ. Phải dạy đàng hoàng từ nhỏ, đấy, không là sau này lớn lên là như một con ngựa hoang đấy, không có ai dạy là sẽ rất là lo cho Nô đấy. Cháu mình sẽ cố gắng để vào đây chăm sóc cho anh em, cũng như là hoàn thành hết những hạng mục đã đề ra ấy. Làm xong hết thì sẽ dạy cho Nô học học viết trước, đấy, học học hát này, đấy, tiếng Việt này, đấy, học dần dần. Xong là tầm một tuổi nữa, tầm 3 tuổi, 4 tuổi là sẽ bắt đầu là đi học, học mẫu giáo. Bởi vì là ở đây đi học mẫu giáo rất là xa nên cũng không đi học được. Phải cho lớn lớn một chút là mới đi học được các bác ạ. Còn như ở trong thị trấn rồi là ở thành phố ấy, thì chỉ là hơn 2 tuổi, gần 3 tuổi đi học được rồi. Nhưng mà ở trên này là phải lớn lớn một chút đấy mới thì mới đi học được. Nhỏ quá thì cũng không đi được các bác ạ. Bởi vì đi học rất là xa. Hey, Nô ăn rất là ngon luôn này. Để cho các bác xem Nô nhé. Đấy. Tủa này, Nô này. Wow. Ngon không? Ngon nhỉ? Đấy, đẹp trai, sáng sủa luôn. Đấy, ăn rất là ngon. Ngon không Tủa? Ngon. Bánh này là bánh chưng nhá. Thử nói là bánh chưng. Bánh chưng. Đúng rồi. Biết tên chưa? À, biết tên rồi nhỉ. Đấy, thì ngày hôm nay thì cháu mình cũng đã vào đây cũng như là nói chuyện với hai anh em Tủa và Nô. Đấy, tâm sự, đấy, các ông bà cũng đã hiểu về câu chuyện mà đầu đề cháu mình nói. Đấy. Thì cũng mong là các bác thông cảm, thời gian trước là cũng không vào đây ghi hình được. Đấy, nhiều khi là muốn giúp người khác thì cũng phải giúp cho bản thân mình trước các bác ạ. Đấy, còn bản thân cháu mình chưa lo xong thì cũng không yên tâm. Đấy, bây giờ thì cũng đã lo gần xong rồi, gọi là cũng xong rồi. Đấy, thì bây giờ cũng không có việc gì nữa thì sẽ cố gắng là vào đây chia sẻ cho các bác theo dõi hàng ngày nhé. Đấy, các bác hãy theo dõi vì hai cháu còn rất là nhỏ ấy, các bác theo dõi cháu mình thì cháu mình mới có động lực để mà vào đây chia sẻ nữa. Đấy, để vào đây giúp hai anh em nữa. Đấy, bé Nô thì đang ăn. Đấy. Tủa ăn nó chưa? Tủa đang rửa tay à? À. Tủa rửa tay sạch sẽ nhá. Đấy, vào nhà xem nào. Nhà cửa rất là sạch sẽ nhỉ? Ừ. Rửa tay chưa? Chưa. À, đi rửa tay. Rửa tay xong là lấy hoa quả về nhà nhá. Ừ, tủa rửa đi. Thế là ngày mai Tủa mới đi học à? À. Thế là ngày mai em Tủa mới đi học. Ừ, mang vào nhà đi. Ừ. Vào nhà, vào nhà. Sữa ngon nhờ. Wow, không bóc được à em? Ừ, được rồi, kéo ra. Kéo ra. Được rồi, giỏi quá, nhờ Tủa nha. Tủa đi học Tủa có ngoan không? Ngoan. Học có giỏi không? Giỏi. Giỏi luôn này. Đây là lớp trưởng không? Được. Đây là lớp trưởng á? Được. À. Đấy. Năm nay là học lớp mấy nhỉ? Lớp 5. Thế là sang năm nữa là lên lớp 6 phải không? Cố gắng học nhé. Tủa thì rất là chăm chỉ đi học. Đấy, Tủa đi học có bị các bạn bắt nạt không? Không à? Ngoan ngoan nhá.
Không được đi đánh nhau xô đẩy các bạn trong lớp nhé. Vâng. Đi học phải nghe lời thầy cô giáo dạy, hiểu chưa? Hiểu. Ừ, đấy, rất là ngoan luôn. Tủa là tủa nhớ anh Bình, đấy, nhớ mọi người lắm. Anh không vào đây nhớ anh không? Nhớ. Ừ. Đấy, con nhỏ. Con rất là nhỏ nhưng mà biết nhớ rồi. 12 tuổi nhỉ, năm nay ấy. 12 tuổi. À, tuổi là 12 tuổi à? Ừ, ngoan ngoan. Đấy, anh không phải là bổ mặt hai anh em đâu nhá. Ừ. Anh có việc trong gia đình anh ấy, nên là anh chưa vào đây được thôi nhá. Ừ. Anh xử lý hết công việc rồi anh lại tiếp tục vào đây ở với hai anh em nhé. Ở với hai anh cả ngày luôn nhé. Ừ. Anh không vào đây chắc tủa nghĩ là ôi anh Bình mất tít đi đâu rồi nhỉ. Phải không? Và là ôi sao không thấy anh Bình ra rồi nhỉ. Để anh Bình đi đâu phải không? Còn lúc có khi bảo anh Bình chết rồi ấy nhỉ. Có nghĩ như thế không? Nghĩ như thế luôn á? Ồ không phải đâu. Anh khỏe mạnh lắm, anh còn vào đây giúp anh em mà nhá. Ừ. Đấy, cuộc sống biết hôm nay cũng không biết được ngày mai các bác ạ. Hôm nay chúng ta có thể vui cười nhưng mà nó chỉ cách một chút thời gian, mấy giây thôi là đã gọi là đã thay đổi nhiều cái rồi. Nên là nhiều khi là chúng ta trân trọng cái cuộc sống bây giờ hiện tại thôi. Thì rất là trân trọng, rất là thương anh em. Đừng lo nhá, anh không bỏ mặt anh em đâu nhá. Do anh có việc thôi chứ anh không phải là bỏ mặt anh em nhá. Anh xong việc rồi anh lại vào đây ở với anh em, hiểu chưa? Đó. Hôm nay trời nắng to nhỉ tuổi nhỉ? Ồ, trời nắng to cực kỳ luôn. Trời nắng to như này thì mới không lạnh nhỉ? Đấy, hôm nay thì rất là nắng, rất là nóng rồi các bác ạ. Hôm nay nóng cực kỳ luôn. Hôm nay ở trên vùng cao nhưng mà lại nóng. Thôi anh em mình đứng dậy ở đây nhỉ. Đấy, bên ngoài này. Không khóc nhẹ nhá. Không khóc nhẹ nhá, thì anh chửi cho đấy. Bảo nô đấy các bác ạ, tủa thì không nói, nô thì cần phải xử lý. Đấy, khóc nhẹ là phải nói, không nói là cứ khóc, cứ nhông nháo cho anh tủa thôi. Bắt anh tủa phải chiều theo ý. Đấy, các bác lại thấy ngôi nhà của hai anh em tủa nô. Ngôi nhà rất là đáng thương luôn các bác ạ. Tủa dọn mấy cái rác này đi vào trong nhà đi. Dọn mấy cái này vào trong nhà hết đi. Xem bánh em bé có ăn không? Không ăn thì mang vào trong nhà hết cũng được. Cái gì? Cái gì à Nô? Bến Nô? Cái gì à Bến Nô? Bye bye nào, bye bye nào. Ê, ngoan quá. Trời bắt đầu se lạnh rồi. Tủa ở nhà thì một khi về thì nhớ giặt quần áo nhé. Giặt quần áo để lúc mình đi học mình có quần áo mang đi học nhé. Ê, ngoan ngoan nhá. Ngày hôm nay thì cũng vào đây tha anh em các bác ạ. Cũng vào đây chia sẻ cho các bác thấy như vậy. Thấy tủa và nô anh em rất là đáng thương luôn. Yêu quá nhỉ. Wow. Nô biết cho tủa uống sữa à? hai anh em thương nhau nhá. Lúc nhỏ thương nhau nhưng mà lúc lớn không biết thương nhau không? Anh em lúc nhỏ thương nhau, lúc lớn ra lại khó nói các bác ạ. Tủa thương em không? Thương. Ừ, kể cả em mà có nói gì thì kệ em, mình cứ thương em là được nhé. Em còn nhỏ nên là phải thương em nhiều hơn nữa. Đấy, gà này. Đấy, có gà. Có một đàn gà đấy tuổi nhỉ? Một đàn gà này. Bên Nô này, ôi dồi ôi, uống sữa giỏi thế nhỉ. Cho tủ ấn nào, cho tủ ấn nào. Thì cho tủ ấn nào. Cho tủ ấn nào, cho tủ ấn xem nào, cho. Đấy, cho tủ ấn luôn nhỉ.
Đúng rồi, cùng nhau uống. Không có bố mẹ là phải biết thương nhau như vậy nhà Tùa nha. Đấy, không có bố mẹ là phải biết chăm sóc thương nhau như thế. Đấy, hôm nay thầy nô đi dép rồi. Thường ngày là không thấy đi dép, bây giờ cho đi dép rồi à Tùa. Đấy, phải cho sạch sẽ như thế nhá. Để cho nô tự mang vào nhà. Nô tự mang vào. Nô tự mang vào. Nô uống xong mà. Nô tự mang đi vứt vào. Nô mang đi vứt đi. Mang vào trong bếp đi. Nhanh lên. Tổ không mang đâu. Kệ nô tự mang nha. Thì cùng nhau vào. Hai người cùng nhau vào. Cùng nhau vào. Đúng rồi. Mang đi vứt nha. Không được. Kệ nô tự mang vứt. Nô mang vào nhà đi. Mang vào. Nào bó con chú. Được chưa? Được chưa? Nhanh lên. Mang vào trong bếp. Mang vào trong bếp. Mang đi vứt vào trong bếp. Nhanh lên. Mang vào trong bếp. Uống xong rồi. Mang vào trong bếp. Tự uống mà bác anh mang đi à? Đi đi đi. Đi anh đi cùng đó. Mang vứt vào trong bếp. Đúng rồi. Lên. Rồi. Rồi. Vứt vào trong bếp. Đúng rồi. Ấy. Xong rồi. Yeah. Vứt cái kia nữa. Vứt cái này nữa. Vứt 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 vào. Vứt vào, ngã 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 ngã. Đúng rồi, đi. Đi ra ngoài. Xong rồi, ăn no rồi, khỏe khỏe rồi, cứ cười thôi. Nha, ăn no rồi nha. Nô ăn no quá à Tùa nha. Tùa lấy khăn rửa mặt cho em bé đi. Em bé ăn no rồi, buồn ngủ rồi các bác ạ. Tôi lấy khăn về lau mặt cho em bé nhé, lúc này ăn bánh hơi bẩn rồi. Còn ướt không? Khăn ướt không?
nâu sắp buồn ngủ rồi, em tủa cống em nâu nha. Đấy, du em tí em xem ngủ không nhé. À, ngày hôm nay thì cháu Bình cũng có vào đây chia sẻ anh em, thăm anh em cho các bác, đấy, cô chú anh chị, nhà cha bên mình nhau theo dõi rồi. Đấy, ngày hôm nay thì cũng đã vào đây ở với hai anh em. Đấy. Thì bây giờ thì cháu Bình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các ông bà, cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi thứ video này của cháu Bình. Còn bây giờ thì cháu Bình cũng xin phép để khép lại thứ video tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả công các bà, cô chú anh chị trong những thứ video tiếp theo. Xin chào, xin cảm ơn. Tuổi xin chào nào. Con xin chào cha. Con xin chào các ông các bà.